Vì chúng mày mà đêm hôm qua đồng đội của tao đã phải hy sinh. Tội ác của chúng mày sẽ không bao giờ trả được đâu. Mày đáng chết ngàn lần. Sơn, hãy nghe chú, cháu hãy sám hối. Nếu cháu biết luật nhân quả, cháu là người hiểu biết và cháu thừa hiểu là không có gì xóa được tất cả những tội lỗi mình đã gây ra. Hãy làm một việc tử tế khi đang có cơ hội. Tôi sẽ không khai gì hết cho đến khi tôi được gặp luật sư. Đưa nó qua đây. Anh không ngờ tôi chưa chết đâu không? Mày! Còn mày đâu? Cháu cứ bình tĩnh, khai báo thành khẩn. Tội của cháu, các chú sẽ xem xét. Dạ, mong chú. Nhưng mà cháu yên tâm là sẽ nhẹ hơn những thằng kia. Cháu hợp tác với đội điều tra thì tội của cháu sẽ được giảm nhẹ nữa. Cháu hiểu không? Dạ, cảm ơn chú. Cháu biết hai người này chưa? Dạ, biết. Dạ, đây là Tú, còn đây là Mỹ Hà. Hai người này là sếp của Sơn, mà hai người này chỉ là tay chân của một ông trùm đứng sau thôi. Ông trùm đó là ai? Dạ, theo Sơn nói là ông Đức, chủ tịch tập đoàn Quan Linh, mới thật sự là ông trùm đứng sau. Thế cái số hàng vừa rồi là của ai? Dạ, số hàng đợt này là Tú trực tiếp chỉ đạo cho Sơn điều hành sản xuất. Còn lô hàng của ai thì cháu đoán là của ông Đức. Dạ, chú hỏi Sơn với lại Tú sẽ rõ hơn ạ. Được rồi, tốt lắm. Chú hoan nghênh sự hợp tác của cháu. Dạ, cảm ơn chú. Đưa đi. Sao? Còn im lặng hơn nữa không? Đức với Tú quen một người tên là Tuất, là người của các ông đấy, đi tìm nó mà hỏi.